mục tự chọn trên sân khấu. Mỗi cặp thí sinh tự giới thiệu bản thân, sở thích, gia đình bằng tiếng Việt và tiếng Anh và sau đó trả lời câu hỏi từ ban giám khảo tiếng Việt và tiếng Anh. Thang điểm gồm điểm ứng xử, trả lời câu hỏi trên 10, điểm phong cách, biểu diễn trên 10. Kết quả chung cuộc là điểm ứng xử và điểm phong cách. Kết quả chung cuộc và trao giải sẽ được công bố vào lễ Giáng sinh 24 tháng 12. I would like to introduce the contest rule. Each pair of contestants will perform on stage with their own costume. Each pair of contestants then introduce themselves in Vietnamese and English. Answer questions from the judge. The scoring scale includes etiquette points. Answer question by 10, style points by 10. The final result is the total of the etiquette score and style score. The final result and awards will be announced on Christmas Festival 24th of December. Trước khi bước vào vòng thi, em xin kính mời cô Trong Thị Minh Sâm, trưởng ban tổ chức, có đôi lời cùng các bạn. Before we begin, please welcome Miss Trong Thị Minh Sâm, head of organizing committee, has some words with the contestants.